Thùy Linh rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn thể thao số 11. Và hôm nay Thùy Linh cũng như là nhà báo Việt Văn sẽ cùng bàn luận với nhau về những sự thay đổi tạo nên thành công, đặc biệt là trong bóng đá. Và xin chào anh Việt Văn đã dành thời gian để nói chuyện với quý vị khán giả báo Lao Động ạ. Chào Thùy Linh. Vâng, theo tôi được biết thì anh Văn là một người mà đã từ bỏ cái việc đi những phương tiện cá nhân để trung thành với phương tiện công cộng. Vậy thì không biết là anh đã tìm thấy niềm vui gì trong việc mà đi phương tiện công cộng như thế ạ? Thực ra thì đi phương tiện công cộng nó giúp cho ta rất là nhiều. Thứ nhất là mình bớt được cái thời gian tập trung và điều khiển xe cộ, nhất là trong bối cảnh là đường rất là đông. Và chúng ta có thể tự do, tôi có thể tự do theo đuổi những suy nghĩ của tôi. Rất nhiều những ý tưởng hình thành trong quá trình ngồi trên xe phương tiện công cộng. Vâng, sở dĩ là tôi hỏi anh Việt Văn câu này là bởi vì có một người đàn ông mà gần đây thì Linh rất là quan tâm, đó chính là huấn luyện viên Pep Guardiola. Thì nhiều người nói rằng cái sự thành công của ông ấy hiện tại là nhờ những cái sự thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống. Trong cái mùa giải vừa qua thì ông ấy đã chuyển từ đi xe hơi sang đi xe đạp. Vậy thì theo anh Việt Văn đây có phải là cái sự chuyển đổi chỉ vì bóng đá thời Covid không ạ? Thực ra là nó liên quan đến cái tâm trạng của Pep Guardiola. Rõ ràng là trong mùa giải, khởi đầu mùa giải là đội Man City đã rất là đuối. Và rõ ràng là Pep rơi vào khủng hoảng, có thể nói như thế. Và ông ta đã quyết định là chuyển từ phương tiện xe hơi, cộng với việc là khi các sân golf bị đóng cửa, thì ông ta buộc chuyển sang xe đạp. Có phương tiện khác, rõ ràng là ông ta từ cái phương tiện chuyển đổi phương tiện đó, thì tôi nghĩ rằng là ông ta cũng chuyển đổi chính cái thói quen của mình và cái suy nghĩ của mình. Bởi vì khi đang từ xe hơi xe đạp thì cái hai phương tiện khác nhau, nhưng nó tạo ra thay đổi về thói quen và thay đổi về suy nghĩ luôn. Rõ ràng đi xe đạp giúp người ta thanh thản hơn, giúp người ta bình tĩnh hơn, người ta có thể ngắm bên đường mặc dù thì đường rất là vắng vì Covid, nhưng người ta có thể có một gì đó tĩnh tại hơn và mà suy nghĩ nó thư thái hơn, thì điều đó có thể là dịu bớt sự căng thẳng cho ông ta, bởi vì rõ ràng cái thời điểm đó là Pep đối mặt với cái sự sa sút không phanh của đội Man City. Nhân tiện chúng ta cũng đang nói đến sự thay đổi, những cái sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống thì không biết anh Việt Văn có để ý không, thì Thùy Linh lại rất để ý đến một chi tiết nữa trong sự thay đổi trang phục của Pep Guardiola, đó chính là ông ấy chỉ mặc một chiếc hoodie màu xám. Thì không biết là anh Việt Văn có để ý điều này không ạ? Thực ra thì chiếc áo này là do một tổ chức phi chính phủ ở Tây Ban Nha tặng ông ấy. Vì trước đây Pep mà có làm từ thiện cho một cái tổ chức. Thế thì rõ ràng là cái việc thay đổi cái áo đó nó cũng rất là kỳ lạ. Tức là khi ông đang mặc thay đổi áo cũng là muốn thay đổi chính. Tôi nghĩ là đôi khi cái bên ngoài nhưng mà lại thay đổi chính con người mình. Và trong trận đấu đấy thì là Pep đã dẫn dắt đội Man City thắng Southampton 1-0. Đó là một cái bước ngoặt. Và rõ ràng là từ đó trở đi thì Pep rất là tin cái áo là chiếc áo đem lại sự may mắn cho ông ta. Và ông ta mặc cái áo ấy cho các cái trận đấu. Đó cũng là không chỉ là Pep mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều huấn luyện viên khác cũng trung thành với một cái áo. Có những huấn luyện viên như là Joachim Löw của huấn luyện viên tuyển Đức, hoặc là có huấn luyện viên khác thì lại trung thành với một kiểu tóc. Vì cái kiểu tóc ấy khi mà ông ta xuất hiện thì lại đội tuyển đội thắng. Vì thế các huấn luyện viên thông thường đều có một chút mê tín. Tôi nghĩ là những cái sự thay đổi mà chúng ta vừa nói thì không chỉ trong những cái việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, mà chắc chắn là những cái sự thay đổi đó sẽ tác động một chút gì đó đến chiến thuật dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, đúng không ạ? Thì anh Việt Văn có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả về những cái sự thay đổi trong chiến thuật của Pep Guardiola. Trước đây thì có thể nói là Pep Guardiola là một người yêu đến cuồng tín cái lối đá tiki-taka, tức là cái lối đá kiểm soát bóng. Tức là những câu lạc bộ của dẫn dắt dưới thời của huấn luyện viên Pep Guardiola như là trước sau Barcelona thì là câu lạc bộ Bayern Munich, rồi là câu lạc bộ Man City sau này, tức là luôn luôn chú ý kiểm soát bóng, tức là cái thời lượng kiểm soát bóng rất là nhiều, vì chúng ta quan niệm rằng là bóng trong chân càng nhiều thì đối thủ càng khó cơ hội phản công. Nhưng mà sau đó có những trận đấu mà người ta thấy rằng rõ ràng những trận đấu mà Man City kiểm soát bóng rất nhiều, thậm chí thời lượng đến 70%, hơn 70%, nhưng lại thất bại. Có những trận đấu đường truyền rất là nhiều, những truyền đi qua đi lại nhưng mà lại không hiệu quả, và bọn họ dính đòn hồi mã thượng, họ đã bị thua những trận đấu mà khán giả nhiều khi cảm thấy xót xa cho họ. Tức là tấn công rất là nhiều, áp đặt, nhưng mà cuối cùng thì lại cái bàn thắng thì lại không đến và đối phương ghi bàn. Điều đó là đem lại cho Pep Guardiola rất là nhiều suy nghĩ. Đặc biệt khi Man City có thể nói là có năm vô địch Anh, nhưng mà đá cúp C1 đều bị thua, liên tục bị loại ở bán kết, thậm chí ở tứ kết. Có những trận đấu bị thua những đội yếu hơn, tôi nói ví dụ như Tottenham thua Lyon, hay là khi hồi dẫn dắt Bayern Munich thì là thua Barcelona, Real Madrid. Rõ ràng là những trận đấu mà Pep luôn luôn cảm thấy sự cay đắng, bởi vì rõ ràng là người ta đặt niềm tin rất nhiều vào Pep nhưng mà thất bại. Thì lúc đó Pep nghĩ rằng là sau cái trận gặp Man City, gặp West Brom và hòa 1-1 thì Pep đã quyết định là phải thay đổi. Và cái thay đổi của ông ta là gì? Ông ta đã quyết định là thay đổi các vị trí và quyết định là dùng chiến thuật khác, đó là ông ta không dùng tiền đạo. Có trận đấu không dùng tiền đạo, dùng những số 9 ảo. Và ông ta đã quyết định là đưa những vai trò mới cho Gundogan. Gundogan là một tiền đạo từ bên Đức. Rõ ràng là cái vai trò của Gundogan rất là tốt. Và thời Pep thì phát huy rực rỡ. Hay là Pep quyết định là mua thêm hậu vệ và quyết định là mua Diaz, là một cái bài toán thành công của Pep Guardiola. Vâng, cũng chính từ cái sự thay đổi có lẽ là rất là kịp thời và đúng lúc của Pep thì sau 10 năm rồi huấn luyện viên này mới xuất hiện trở lại trận chung kết Champions League. Vậy thì theo anh thì cái
cái việc mà xuất hiện trở lại sau 10 năm như thế này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của huấn luyện viên Pep Guardiola? Nó rất là ý nghĩa, bởi vì khi mà Pep lãnh đạo huấn luyện Barcelona vô địch C1 hai lần, thì khi đó người ta vẫn nói rằng là Pep mà nhờ Messi, thành ra Pep mới có thành công. Đến khi Pep huấn luyện Bayern Munich thất bại ở trong cúp C1, chứ còn đá ở trong nước thì Bayern Munich vẫn vô địch Đức. Thì sang đến Bayern Munich rồi Man City vẫn luôn thất bại ở các cúp châu Âu, các những cái năm liên tục. Thì rõ ràng là người ta nói rằng là, nói vui là những cái câu lạc bộ của Pep huấn luyện thì ngoại trừ Barcelona có Messi thì các câu lạc bộ còn lại đều là khôn nhà dại trợ. Nhưng giờ phút này rõ ràng là Pep đã đi một cái bước rất là dài và Man City đã vào trận chung kết với đá một cái lối đá rất thực dụng, một lối đá mà thể hiện cái sự bản lĩnh. Người ta nói rằng đây là một cái phiên bản 2.0 hoàn hảo của Man City. Và rõ ràng là trong cái trận chung kết sắp tới đối với Chelsea thì khó khăn còn rất là nhiều, vì Chelsea là đội đã rất thực dụng và cũng rất là tiến bộ rất là nhanh, lột xác dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel của Đức. Nhưng rõ ràng là Man City có nhiều khả năng và nhiều cơ hội để thành công trong trận chung kết sắp tới. Vâng. Ê, theo anh thì cái ý nghĩa của cái trận chung kết này đối với sự nghiệp của huấn luyện viên Pep Guardiola thì nó có một cái cụm từ gì để anh có thể tóm tắt lại cái việc này? Chính là nó khẳng định được thành công của Pep không dựa vào một cầu thủ nào. Thành công của Pep là tập thể. Tức là Pep là một người nhạc trưởng, biết chỉ huy cầu thủ khác. Người ta nói rằng là Pep có điều kiện để nhiều tiền, đúng, ông ta có được cái ông chủ tịch câu lạc bộ rất là hào phóng, tin tưởng bỏ nhiều tiền để mua cầu thủ. Nhưng lại vấn đề đặt ra là những người giỏi nhưng mà vấn đề không biết sử dụng mọi như thế nào là câu chuyện khác. Thì Pep là người biết nhào nặn cái cầu thủ giỏi và biến họ thành những cầu thủ đa năng theo quan điểm của Pep. Nếu các bạn nhớ lại thì ngay cái hồi Bayern Munich, khi mà Pep huấn luyện ở Bayern Munich thì cầu thủ tiền vệ rất nổi tiếng là Philipp Lahm cũng nói rằng là ông ta học được rất nhiều từ Pep. Anh ta đã học đá nhiều với chiếc đa năng hơn Pep. Và rõ ràng là dù hồi chưa thành công của cúp C1 nhưng rõ ràng là Pep cũng đem lại một cái luồng gió mới cho Bayern Munich. Thì ở đây rõ ràng đây là lần khẳng định một lần nữa là cái thành công của Pep đối với Man City là thành công đã chín mùi, khi mà Man City không những vô địch Anh mà có thể vô địch châu Âu. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là Pep Guardiola đã có những cái sự thay đổi để tìm lại chính mình. Và phía trước thì chỉ có một thử thách nữa thôi, đó chính là trận chung kết Champions League và Pep cần chiến thắng để trở nên vĩ đại hơn. Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Việt Văn đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn Thùy Linh và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.